Lúc chúng ta là một chú bé, chúng ta đi học cấp 1, cấp 2 thì có lẽ là chẳng bao giờ chúng ta hỏi chúng ta sống để làm gì đâu. Thì chúng ta còn cái nhận thức của chúng ta nó còn non nớt lắm. Nhưng mà lúc chúng ta lên cấp 3 rồi, cái tuổi 16, 17, 18 bắt đầu ham mê đọc, bắt đầu ham mê khám phá những cái ở ngoài, bắt đầu ham mê khám phá những bạn ở dưới bên kia. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là cái chữ sống ấy nó sẽ xuất hiện đầy ám ảnh. Nó cựa quậy một cách rất là mãnh liệt trong đầu óc của chúng ta. Và như thế thì ở cái lớp 11, 12 đó thì chúng ta bắt đầu mơ hồ thôi. Chúng ta trả lời chúng ta câu hỏi là chúng ta sống để làm gì? Chúng ta trả lời chúng ta câu hỏi là chúng ta sống để làm gì? Mới ngày nào vào năm 2000 thì cô rất là vui khi được đón các con vào với mái trường trung học cơ sở Tô Hoàng. Chúng ta đã có với nhau những cái tình cảm rất là gắn bó, đoàn kết và thân thiết với nhau. Những kỷ niệm rất là đẹp cùng nhau nữa. Năm nay thì rất nhanh các con đã đến năm lớp 9 và sắp phải tạm biệt mái trường Tô Hoàng. Cô chúc các con sẽ luôn tự tin, ôn tập thật tốt và hoàn thành tốt cái công việc, cái nhiệm vụ của mình để có thể thi đỗ được vào trường cấp 3 mà các con mong muốn. Và hãy luôn luôn nhớ rằng 9D, we are not perfect but only one. Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.